Nguyễn Hiếu và Yến Ngọc xin gửi lời chào đến quý khán giờ đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2022, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đi khám bệnh về, hai vợ chồng bị nước lũ cuốn trôi. Sự cố vỡ đê tại Nghệ An đã được khắc phục. Người dân Hội An chung tay dọn bùn lũ, trả lại vẻ đẹp cho phố cổ. Bắt hai đối tượng chở 5,6 kg ma túy, lao xe vào lực lượng chức năng để tẩu thoát. Tiêu hủy hơn 1,5 tấn ma túy vật chứng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nâng tầm du lịch văn hóa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đang ngập sâu. Địa phương đã cấm mọi phương tiện đi qua khu vực này. Ông Đặng Văn Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã này bị ngập sâu. Theo ghi nhận, có đoạn nước dâng lên quá mặt đường từ 0,5 đến 0,7 m với chiều dài khoảng 50 m, nước chảy xiết. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã tiến hành đặt biển cấm đường và cử cán bộ túc trực 24 trên 24 giờ. Lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan cũng tiến hành phân luồng, hướng dẫn xe lưu thông theo đường tránh Hồng Lĩnh để đảm bảo an toàn. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân, mưa lũ đã khiến một số tuyến đường vào Ủy ban Nhân dân các xã Xuân Hồng, Xuân Lam bị ngập cục bộ, các phương tiện không thể qua lại. Trong sáng nay, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ cho biết, 8 trên 8 thôn của xã này cũng bị ngập cục bộ, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Hiện toàn xã có 60 hộ bị nước lũ dâng lên, gây ngập nặng. Trên đường đi khám bệnh về qua khu vực nước ngập sâu, hai vợ chồng ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An không may bị nước cuốn trôi. Sau gần một ngày tìm kiếm, thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy. Bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An thông tin, chiều qua, anh NVA, 38 tuổi, và vợ là chị NTL, 37 tuổi, ngụ xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, trên đường đi khám bệnh về. Khi đến cầu Cố Hòa thì nước dâng cao ngập cầu. Cả hai cho xe máy chạy qua thì bị cuốn trôi. Người dân ở gần đó phát hiện sự việc nhưng không thể cứu hai nạn nhân vì nước lớn và chảy xiết. Sau đó, hai thi thể được tìm thấy. Vợ chồng Anna có ba con nhỏ. Sáng nay, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia sẻ với gia đình. Cũng tại Nghệ An, đêm qua đã dỡ đê kênh thấp ở huyện Hưng Nguyên. Đây là tuyến đê xung yếu, bảo vệ cho gần 1.700 hộ dân. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên cho biết, sau 12 giờ đồng hồ quy động các lực lượng và người dân tập trung cứu đê, đoạn đê bị dỡ đã được khắc phục. Khoảng 20 giờ tối qua, một đoạn bờ đê kênh thấp tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị dỡ. Hàng trăm người dân cùng lực lượng công an, bộ đội có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn, đường vào khu vực hiện trường hạn chế nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Sau 12 giờ đồng hồ, sự cố dỡ đê đã được khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân. Trong khi đó, tại Quảng Nam, ngay khi lũ rút dần, người dân phố cổ Hội An đã bắt tay dọn dẹp bùn non, rác thải để ổn định cuộc sống và đón du khách trở lại. Theo đó, hàng trăm công nhân môi trường cùng người dân tất bật dọn lớp bùn non bám trên các tuyến phố và tràn vào hàng quán, khách sạn dọc hai bên bờ sông Hoài. Các xe bồn cũng được huy động xịt rửa đường phố, nước rút tới đâu, việc dọn dẹp được đẩy nhanh tới đó. Trên khu vực Chùa Cầu, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, bùn non được xịt rửa sạch sẽ, giúp hàng quán sớm mở cửa trở lại. Khách du lịch cũng bắt đầu ra phố tham quan mua sắm. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, điều rất đáng mừng là các công trình kiến trúc cổ không bị thiệt hại. Hiện toàn phố cổ có hơn 1.100 nhà cổ trong diện bảo vệ đặc biệt. Thưa quý vị, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang là địa phương có địa hình trũng thấp. Trước đây khi mùa nước nổi về, thì địa phương này có hơn 70% diện tích lúa thu đông bị ngập trong nước.
Chính vì thế mà vài năm trở lại đây, địa phương đã vận động người dân chuyển đổi lúa thu đông sang sản xuất các loại cây trồng vật nuôi phù hợp, mang lại hiệu quả khả quan. Có hơn 1,1 hectare đất lúa nằm ở khu vực vùng trũng thuộc xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Những năm gần đây, ông Vũ Thái Hòa chỉ sản xuất vụ lúa đông xuân, bỏ hẳn vụ hè thu và thu đông để chuyển sang trồng sen kết hợp với nuôi cá. Theo ông Hòa, vụ thu đông thường gặp rủi ro về thời tiết và nước dâng cao, nên sản xuất lúa hiệu quả không cao. Trong khi trồng sen sẽ giảm thiểu được những rủi ro này, thu nhập lại cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa vụ 3. Cái hiệu quả kinh tế như là nó bền hơn, là một cái. Thứ hai là cái vấn đề như là nó không ảnh hưởng gì vấn đề như là máy móc, vấn đề như là đó, về nhân công như vậy đó. Mình như là tự mình trồng, tự mình bẻ chứ không có gì chứ. Ngoài mô hình trồng sen thì nông dân ở huyện Phụng Hiệp cũng chuộng mô hình nuôi cá ruộng theo hướng quảng canh trong mùa nước nổi. Bởi ngoài hiệu quả kinh tế, nuôi cá còn góp phần vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất cho vụ đông xuân. Thì cái này như mình không có tốn chi phí gì hết trơn, chỉ là thả xuống rồi tới nữa mình thu hoạch thôi. Miếng mình giữ rồi nó không có đi thì nữa nó cũng đạt. Thì theo năm mình thả 20 kg lô thì chắc bán cỡ phần từ 8 triệu đến 10 triệu. Thì coi như là mình thả đó là trong vòng là nó khoảng 3 tháng là mình thu hoạch rồi. Tại vì cái thời gian mình thả thì lúc đầu 1 tháng đầu á, thì cá nó chỉ ăn cái gông màu nhỏ nhỏ gì đó. Rồi khoảng 2 tháng sau là bắt đầu cá nó mới ăn gốc gạ đồ. Nó ăn rồi cho tới khoảng tháng 10 là bắt đầu nó ăn sạch gạ hết trơn rồi đó. Rồi tới khoảng cỡ mùng 10 tháng 1 đó là mình kéo rồi. Mình xả lúa, mình kéo xong rồi mình bơm nước ra. Mình xả lúa. Tham mưu với ủy ban huyện cho bà con, khuyến khích bà con chuyển đổi sang cây trồng khác. Trong đó có cái diện tích mà bà con tận dụng để nuôi cá đồng hoặc là trồng các cái loại cây mà chịu nước, ví dụ như là trồng súng hoặc là trồng ấu. Thì với cái diện tích chuyển đổi như thế thì bà con cũng có lãi rất cao, so với trồng lúa thu đông thì cũng lãi khoảng 2 đến 3 lần cái diện tích lúa thu đông. Và đặc biệt là cái mô hình mà trồng nuôi cá trên ruộng lúa thay thế diện tích lúa thu đông đó, thì đây là cái mô hình mà đặc trưng của huyện Phụng Hiệp. Thì cái mô hình này bà con cũng lời khá cao. Sản xuất theo hướng thuận thiên đang được nhân rộng ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều địa phương đã chủ động hướng người nông dân lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên để tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Quý vị đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Bắt hai đối tượng chở 5,6 kg ma túy, lao xe vào lực lượng chức năng để tẩu thoát. Tiêu hủy hơn 1,5 tấn ma túy vật chứng tại thành phố Hồ Chí Minh. Nâng tầm du lịch văn hóa. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe máy tông vào đuôi xe container xảy ra trên địa bàn, làm cho một người tử vong. Thông tin ban đầu, hơn 4 giờ sáng nay, anh Lê Minh Tâm, 32 tuổi, quê Bình Định, điều khiển xe máy lưu thông trên đường tỉnh 743 thuộc tỉnh Bình Dương. Khi còn cách đường số 1 khu công nghiệp Đồng An khoảng 200m thì tông vào đuôi xe container đang đậu. Va chạm mạnh làm anh Tâm tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy biến dạng, dính chặt vào đuôi xe container. Nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là Đặng Danh Tuấn và Võ Hằng Nga, cùng trú tại thành phố Vinh. Đây là hai đối tượng vận chuyển ma túy liều lĩnh tông xe ô tô vào lực lượng chức năng khi bị dây bắt. Mới đây, tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, lực lượng chức năng phát hiện Đặng Danh Tuấn và Võ Hằng Nga đang dùng ô tô vận chuyển 5,6 kg ma túy. Khi bị dây bắt, Tuấn chống trả quyết liệt, lao xe thẳng vào tổ công tác rồi khóa cửa cố thủ trong xe. Trước đó, vào đầu tháng 6 vừa qua, Công an thành phố Vinh đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy do Đặng Danh Sĩ là anh trai của Tuấn cầm đầu. Các mắt xích quan trọng trong đường dây này cũng lần lượt bị bắt giữ. Đến cuối tháng 6, Tuấn mãn hạn tù và tìm cách thiết lập lại đường dây ma túy của Sĩ. Tuấn đã móc nối với Nga, đối tượng mua ma túy ở thành phố Vinh để tổ chức mua bán ma túy. Sáng nay, hơn 1,5 tấn ma túy các loại là vật chứng liên quan trong 50 vụ án hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh vừa được Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng lực lượng của các sở ban ngành thành phố tiêu hủy. Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vận chuyển số ma túy là vật chứng đến địa điểm tiêu hủy. Sau đó, hội đồng tiêu hủy mở niêm phong vật chứng và xếp toàn bộ số ma túy liên quan vào trong lò để đốt cháy toàn bộ. Trong 50 vụ án, điển hình là vụ án hai bị cáo người nước ngoài đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng hơn 1,1 tấn. Ngoài ra, hơn 188 kg ma túy trong đường dây sản xuất mua bán tàng trữ ma túy liên quan đến trùm ma túy Văn Kính Dương cũng bị tiêu hủy trong sáng nay. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Nguyễn Văn Định, sinh năm 1975, tạm trú tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, về tội giết người. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Định, ngụ thành phố Hà Nội, vào xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, chung sống như vợ chồng với chị NTNT, sinh năm 1976 và có một con chung. Do Định thường xuyên sử dụng ma túy nên bị bệnh tâm thần và được đưa đi điều trị. Đến khoảng 20 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Định nhớ lại việc xin tiền để mua ma túy sử dụng nhưng chị T không cho nên đã dùng dao sát hại. Sau khi gây án, Định bỏ đi xuống người chị ở Bạc Liêu, sau đó quay trở về huyện Mang Thít thì bị lực lượng công an bắt giữ. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Định 20 năm tù về tội giết người. Mới đây, tỉnh Lai Châu đã tổ chức huy động các lực lượng ra quân giải tỏa các bản vàng trái phép tại huyện Mường Tè và huyện Sinh Hồ. Tại 4 bãi vàng trái phép ở xã Nông Hẻo, xã Nằm Củi thuộc huyện Sinh Hồ và xã Vàng Sang, khu vực Nằm Kha Á, huyện Mường Tè, có khoảng 30 hầm vàng với kích thước khác nhau. Tỉnh Lai Châu đã cử lực lượng kiểm tra, khảo sát thực địa, huy động hơn 400 người băng rừng, vượt núi, vận chuyển vật liệu nổ đến các bãi vàng. Tại bãi vàng Nằm Kha Á, có khoảng 20 hầm lò khai thác sẽ được đánh sập hoàn toàn. Còn tại bãi vàng ở bản Nằm Xuống, xã Vàng Sang, huyện Mường Tè, lực lượng chức năng đã cho nổ mìn phá sập cửa hầm lò sâu đến gần 200 mét. Dự kiến quá trình phá sập toàn bộ các bãi vàng trái phép sẽ hoàn thành vào ngày 5 tháng 10 tới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm này đã có trên 80% thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Đây là tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay. Hiện hầu hết các sai sót liên quan hệ thống kỹ thuật gây thiệt thòi cho thí sinh đã được khắc phục. Trên cơ sở tuyển sinh năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu đơn giản hóa các phương thức xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ yêu cầu các cơ sở đào tạo phân tích, đánh giá hiệu quả của từng phương thức tuyển sinh để lựa chọn và sử dụng một số phương thức nhất định, tránh đưa ra nhiều phương thức xét tuyển dẫn đến không đảm bảo sự công bằng và gây khó khăn nhầm lẫn cho thí sinh. Những vướng mắc không thuận lợi trong quá trình xét tuyển đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận, phân tích để hoàn thiện quy trình tuyển sinh cho năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng thời ra soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình và các chức năng của hệ thống phần mềm, nâng cấp để tiến tới hệ thống đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng và thanh toán trực tuyến dễ sử dụng, thân thiện và tối ưu hơn. Tiếp theo chương trình sẽ là một thông tin vui trên lĩnh vực du lịch. Đó là Việt Nam vừa gây chú ý khi giành 49 giải thưởng hàng đầu khu vực châu Á tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á và châu Đại Dương 2022 vào đầu tháng này. Điều này tiếp tục khẳng định vị thế và sức hút của du lịch Việt Nam trong khu vực và là điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn. Trong đó, du lịch văn hóa là một trong những động lực phát triển quan trọng của ngành du lịch. Những điểm đến di tích di sản làng nghề tại Hà Nội đã dần phục hồi trở lại. Đây là những điểm đến mà khách du lịch trong nước và quốc tế yêu thích khi đến Hà Nội. Những người làm du lịch ở Hà Nội đã và đang xây dựng nhiều sản phẩm du lịch gắn với văn hóa di sản làng nghề ẩm thực. Du lịch di sản văn hóa luôn chiếm cái tỷ trọng lớn trong các cái sản phẩm du lịch của Hà Nội. Và trong hàm lượng của các sản phẩm du lịch Hà Nội cũng yêu cầu phải đảm bảo các yếu tố khai thác tốt các cái giá trị truyền thống và tạo ra các cái bản sắc. Không chỉ ở Hà Nội mà Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc cũng đã được nhiều tạp chí du lịch quốc tế, trang thông tin điện tử hướng dẫn du lịch hàng đầu thế giới
bình chọn là những điểm đến giàu bản sắc văn hóa nhất, hấp dẫn nhất châu Á. Nhiều di sản văn hóa đã trở thành những sản phẩm văn hóa du lịch hoàn chỉnh, thu hút khách du lịch. Sẽ tập trung mạnh vào cái nội dung phát triển thương hiệu du lịch văn hóa, nghiêng về những cái giá trị nổi bật của văn hóa Việt Nam, đó là du lịch di sản, du lịch ẩm thực và liên kết với các cái lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của thế mạnh của ta như điện ảnh, như nghệ thuật biểu diễn, như mỹ thuật. Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam kỳ vọng đến năm 2030, ngành du lịch văn hóa chiếm 15-20% trong tổng số 40 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ khách du lịch. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi những người làm văn hóa và du lịch sáng tạo hơn nữa để chuyển thể những câu chuyện văn hóa thành sản phẩm du lịch độc đáo riêng có. Du lịch Việt Nam cần thêm nhiều điểm nhấn như tinh hoa Bắc Bộ, tinh hoa Việt Nam, ký ức Hội An. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới có đến 39 di sản, trong đó có 8 di sản thế giới được UNESCO công nhận, 12 di sản văn hóa phi vật thể, 7 di sản tư liệu, 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới và 3 công viên địa chất toàn cầu. Vì vậy, định vị thương hiệu quốc gia là điểm đến di sản, cũng là mục tiêu để nâng tầm du lịch văn hóa Việt Nam. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.